Hello mọi người, quá lâu rồi đúng không? Những ai theo dõi dâu tây Văn Sang thì cũng cũng nghĩ là chắc là bạn này nghỉ rồi, nghỉ dâu tây rồi, không còn làm nữa. Đó. Thì đúng là mình đã nghỉ dâu tây một khoảng thời gian để mình chuyển sang mình làm dưa mọi người ạ. Nhưng mà gần Tết thì ở cái tỉnh mình thì với cái khu vực mình ở thành phố Gia Nghĩa thì nó vẫn rất nhiều người hỏi mình là năm nay có làm dâu trồng dâu bán quả bán Tết không, thì mình cũng cứ nói là chỉ để em về em coi sao rồi em sắp xếp để em trồng, tại vì dạo thời gian gần đây thì công việc làm ăn buôn bán thì nó cũng xảy ra nhiều cái nó biến cố rồi, thì là mình cũng muốn mở rộng thêm ấy, cho nên là thời gian mình bỏ ra cho nó nhiều. Cho nên những cái vấn đề bên lề như thế này, dâu dưa rồi các cái xung quanh ấy thì mình cũng hạn chế. Đấy. Nhà mình thì cũng có hai vợ chồng với hai đứa con nhưng mà cũng bận. Đấy, rồi buôn bán các thứ thì vợ mình thì cũng không kham nổi. Đấy, người kêu người thì nhiều khi kêu được, nhiều khi kêu không ấy. Cho nên là lý do thì nó cũng muôn vàn. Nhưng mà không sao cả. Tết năm nay thì mình vẫn quyết định mình vẫn trồng dâu lại mọi người. Đấy. Thì đợt này mình xuống ở đây khoảng 1.000. Đấy, mình làm ít thôi chứ cũng không nhiều, nhưng mà 1.000 thì mình chăm theo kiểu 1.000, còn 4-5.000 thì mình chăm theo kiểu 4-5.000. Đấy, mình nghĩ là mình trồng ít nhưng mà trồng ở đâu thì nó chất lượng ở đấy. Đấy, mọi năm này mọi người thấy mình đâu có trồng lên chậu này bao giờ đâu, nhưng năm nay thì mình lại trồng lên chậu bởi vì mình thấy cái tác dụng của cái chậu này. Đấy, tác dụng khi mà lên chậu là nó khác so với ở dưới đất mọi người, thì nó cũng có nhiều mặt hay mặt dở, nhưng mà mình khuyên thật mọi người thì nên trồng lên chậu. Đó, trồng dưới đất thì mọi người nên trồng những khu đất mới, có nghĩa là trồng ở ngoài đất á, thì cái chỗ nào mà đất vườn đất mới mình không có lâu rồi không có làm cái gì á thì mình trồng, chứ còn mà trồng đi trồng lại nhiều rồi á là không được đâu mọi người ơi. Đó, mình cũng thử trên cái nền đất cũ này rồi. Đó, bây giờ cái nền đất cũ đất nó đẹp hơn đất mới luôn đó các bạn. Này, các bạn thấy không? Đất của nó là không có thịt không thôi, không bao giờ không có tí sỏi nào luôn, nhưng mà đất đây mọi người thấy không, có một cái cục này, có một cái bịch này thôi mà một cục này, hai cục này, ba cục này, bốn cục, năm cục này, sáu cục, bảy cục, nói chung là rất là nhiều. Mình dùng cái đất bô xít này mình trồng thì rất là nhiều 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 sỏi mọi người ạ. Đấy, cực kỳ là nhiều sỏi, nhưng mà mình vẫn lựa chọn nó bởi vì sao, mình thấy được là cái đất bô xít này của nó là nó có cái độ, mình đây là mình nghĩ thôi nha, nó có cái độ thông thoáng. Đó, nó không có bị lì chặt như là cái đất bột, ví dụ như cái đất bột nó mà nó mịn quá là nó dễ bị tưới vào là nó lì xuống ấy, là khi bộ rễ nó ra nó không thể nào mà nó ra nổi, bởi vậy nên là cái cây dâu nó cũng khó phát rễ, khó phát rễ thì dẫn đến là cây của mình sẽ khó phát triển và ra hoa ra quả kém, hoa quả bé ấy, thì mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Đấy, mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi chứ còn không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà đợt này mình làm 100% là đất bô xít hết mọi người ạ. Cái đất này nó có sỏi. Đấy, chứ không phải là đất thịt nữa. Đấy, ngày xưa mình làm đất thịt nhiều rồi. Đợt này mình xuống cũng nhiều lắm nhưng mà chưa xuống hết mọi người. Chưa xuống hết, mới xuống được có chắc tầm khoảng 500 thôi. Đấy, chưa xuống hết. Đây này, cái giống của mình đợt này thì nó cũng rất là khỏe. Đấy, gần Tết thì làm giống mà bao giờ nó cũng đẹp hơn là mà các cái mùa khác nha mọi người. Đó, mọi người cứ cứ yên tâm là giống là ok chuẩn. Nhưng mà hiện tại thì mình đang hơi thiếu giống trồng cho nên mình chưa có xuất được. Cũng có hẹn một số các cô chú anh chị trên Zalo á. Trên cái Zalo 0972574848 của mình á, là xưa giờ á, thì là cũng có hẹn là mọi người là qua tuần thì mình mới sắp xếp thời gian công việc để mình gửi được. Đấy, cho mọi người trồng cho nó kịp Tết. Thế còn bữa nay thì mình đang bận trong trong khu nhà lồng kia thì mình đang làm dưa kìa. Đang mới xuống giống dưa. Này mọi người nhìn khơi ra này cái bộ rễ của nó này. Đó, rễ này. Mình trồng có một tay thôi nên là nó cũng không được chắc chắn lắm, đang lý ra đào phải sâu hơn tí nữa. Đào phải sâu hơn tí nữa đấy. Vừa quay vừa ấy á, mai mốt chắc phải nhờ cameraman quay mình làm mới được. Nhờ vợ quay cho mới được chứ cái này không ổn. Đấy thì nó như thế này, nhưng mà kinh nghiệm cho mình thấy thì trồng xong như thế này này
trồng xong thì mình có thể xử lý luôn thằng xantocin, thằng xantocin trị đặc trị vi khuẩn của VFC á, VFC công ty cổ phần sát trùng Việt Nam, thằng đấy thì nó là đặc trị vi khuẩn mọi người. Tại vì mình trồng những cái năm trước á, thì là mình có gặp những cái tình trạng như thế này, có nghĩa vườn nào người ta làm chuẩn á, thì người ta trước khi người ta cắt giống người ta phun một, hoặc là sau khi cắt giống hoặc trước khi cắt giống người ta phun một một lượt lượt xantocin hoặc một lượt vi khuẩn cho nó để cho nó khỏi bị nhiễm cái khuẩn nó vào cái này này cái này này cái này này đấy. Mọi người thấy nó hơi đen đen ở cái đít này chưa? Đấy, cái đen đen này á, thì là nguyên nhân để nó dẫn đến cái việc là nó bị thối vào thân đó, cho nên mọi người phải xử lý khuẩn trước, phun mẹ cái thằng xantocin đấy trước đi để cho nó phòng nấm phòng khuẩn các thứ đi, xong bắt đầu là mình trồng thì nó sẽ đỡ bị cái bệnh đấy. Mà cái bệnh đấy rất là khó trị nha, bệnh đấy khi mà nó đã bị rồi thì chỉ có nhổ thôi, với lại là nó đen hết cả các cái phần ngay cái lõi của cái thân dâu luôn đấy. Thì mình gặp rất nhiều trường hợp này rồi, kể cả bản thân mình cũng có, mà mình tin là rất là nhiều người mắc phải đấy, cho nên là mình chỉ cho mọi người như thế. Hoặc là mọi người cũng có thể phun vôi, nếu mà mọi người không mua được thuốc ấy, mọi người lấy cái vôi tôi á, cái vôi mà nó từ cái cục ra, nói chung là vôi bột ấy, thì mọi người có thể pha lấy tầm cái vôi đó, mình bản thân con người mình còn ăn được mà, cho nên là mình cứ pha lấy cho nó. Ví dụ như mọi người trồng ít thì mọi người pha ít, mình trồng nhiều thì pha nhiều, nhưng mà cứ khoảng cỡ pha nó cũng hơi đằng đặc một tí, có nghĩa đằng đặc là có nghĩa là khoảng cỡ 1 cân cái vôi bột đấy thì mình pha cho khoảng cỡ 5 tới 10 lít nước nha mọi người, khoảng 10 lít nước đi, 1 cân vôi bột thì mình pha tới tầm 10 lít nước, 1 cân thì hơi nhiều, nửa cân cho 10 lít nước nha, mình chốt lại nửa cân cho 10 lít nước, xong mọi người phun toàn bộ cái này cho nó, đấy phun toàn bộ cây cho nó, đấy cả tất cả luôn, thì nó cũng lành tính mà, cho nên là nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Phun được như thế thì mình thấy là nó đỡ bệnh hơn rất là nhiều ấy, tỷ lệ chết của nó ít ấy, cây mình khỏe lắm nha, cây mình nó khỏe cực kỳ luôn ấy, nhìn mới trồng xuống này mà nó đã vầy rồi này, mà mấy mấy mà nó bắn hoa bắn quả đâu đó, mà rễ riết các thứ là non tơ luôn chứ không phải già chắc đâu. Nên mình làm ít nhưng mà cái chất lượng của nó mình nghĩ là nó sẽ cao, bởi vì trồng vào đây này, hệ thống tưới nhỏ giọt châm phân của mình này. Đấy, tí nữa mình ra mình quay cho mọi người xem. Đây này. Nói chung có mỗi mình nên là làm cũng cực lắm. Làm hệ thống tưới đồ các thứ. Đây. Hệ thống tưới của mình bên này. Đấy là mình có hai cái phi. Hai cái phi này là hai cái phi hút phân. Nó cắt tất cả các loại phân bón mình sử dụng này là mình sẽ cho hòa vào trong này. Thì có một số loại phân thì nó không có kết hợp chung được với nhau, ví dụ như là thằng canxi nitrat và thằng kali K2SO4 á, với KNO3 với canxi nitrat là mình sẽ cho chung vào một trong một phi, còn lại là mát 1261 ấy, manje SO4, MgSO4 này, rồi MKB này, rồi vi lượng các kiểu này là mình sẽ cho vào bên một phi khác, rồi còn một cái phi bên này á, là mình sẽ để bón các cái dung dịch như là trùn quế hay đạm cá hay là lung tung dịch chuối các thứ, thì mình đi một cái phi riêng nữa. Còn đây là cái bồn chứa nước của mình này. Đấy, đây là cái bồn chứa nước, xong rồi bắt đầu nó hút lên như này. Nó hút lên như này, nó qua cái bể lọc. Nó qua cái bể lọc xong rồi mới đi vào vườn kia. Vườn trong này thì mình đang làm dưa. Đây, để mình quay cho mọi người xem. Nó còn bên này thì mình đang làm cái kho. Cái kho cũng khoảng cỡ 300 m². Con này thì mình đang tiếp tục phát triển một cái nhà lồng nữa, nhưng mà không biết có được hay không, tại vì đang thiếu tiền. Đây dưa là mình mới trồng được ngày hôm nay ngày thứ tư hay sao ấy, hình như hôm nay là ngày thứ bốn rồi mà bắt đầu nó lên cây này, mọi người. Đấy, chỗ này mình xuống khoảng 2.000 cây, đang còn dư một ít giống này,
Dưa này là dưa lưới nha mọi người. Dưa lưới, dưa hình long, dưa hammi rồi đó, mấy cái dưa vàng vàng rồi đó. Thì nó cũng đang lên được có mấy ngày thôi, chưa quấn dây được. Nên mình đang có thời gian thì mình xuống nốt cái dâu này xong bắt đầu là mình mới quay ra mình quấn lưới. Đấy, mình quay cho mọi người xem ấy. Này, ai có cái cùng chung cái đam mê, cùng chung cái sở thích ấy, thì có thể là liên hệ Zalo với mình ở đầu video đấy. Đấy, liên hệ Zalo để trao đổi các thứ thì mình biết gì thì mình sẽ chỉ dẫn cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha, lâu lắm rồi mới quay clip lại.